mình đang ở chợ thì thấy có người kêu cảnh sát đến bắt một cái anh thanh niên. Thì đến việc đầu tiên là họ bắt cái người đó ngồi xuống. Ngồi xuống thì sau đó cảnh sát còng tay lại. Còng tay lại thì cảnh sát dắt vào xe ngồi. Thì cái người đó đang ngồi ở phía cái băng ghế sau của cảnh sát và đang bị còng. Anh cảnh sát tức là ai đó gọi cảnh sát cái anh này, thằng này nó đứng vòng 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 đây nó không có chạy. Bây giờ để coi có thể là cảnh sát sẽ đi nói chuyện với một số người gọi là nhân chứng. Tức là khi cảnh sát Mỹ làm việc thì các bạn thấy rõ ràng là không có họ cần gọi là khống chế mình á, là họ khống chế và họ không cần mình không phải không được cãi gì hết ha. Đây là cái lúc không phải lúc để cãi. Họ cần thì họ bắt mình về đồn, bắt về đồn rồi giải quyết ha. Nếu mà họ bắt sai thì các bạn cứ thưa cảnh sát, còn nếu mà họ bắt đúng thì cứ như vậy mà làm việc. Chứ đó không phải là lúc cãi hay là chống đối cảnh sát, bởi vì nếu mà các bạn đến mà các bạn cảnh sát làm việc mà mình chống đối đó là nó có thể bắt mình, nó bắn, nó có thể đánh mình bị thương hoặc là nó có thể dùng những cái vũ khí. Thành ra là khi mà làm việc với cảnh sát, cho dù là bị dừng xe ở ngoài đường vì lý do giao thông đi, thì cũng phải hợp tác vui vẻ, không có cự cãi, không có kiếm chuyện với cảnh sát, mình lịch sự với cảnh sát. Hiện bây giờ thì đang có một chiếc thứ hai đang chạy đến để mà nó gọi là backup khi mà cảnh sát nó làm việc á, mà nó thấy nguy hiểm hoặc là nó cần yểm trợ đó, nó gọi là yểm trợ đó, thì nó gọi backup. Thì một chiếc xe, hai chiếc xe nữa tùy theo tình huống, thì có thể sẽ nhiều xe đến để mà yểm trợ đồng đội của mình. Mỗi một chiếc xe cảnh sát á thì chỉ có một anh cảnh sát thôi, chứ không có nhiều người cảnh sát. Trừ khi là chiếc xe đó nó đang huấn luyện á, thì trên xe nó sẽ có hai người cảnh sát. Một người ngồi bên hành khách để học đó. Các bạn thấy cảnh sát Mỹ rất là bự, tức là tại vì họ mặc áo giáp ở trong á, thành ra người nào người nấy nó to lắm. Đó, họ thường thì họ sẽ đi đến họ nói chuyện với những cái người nhân chứng. Các bạn thấy nhân chứng ở bên đây nè, nói chuyện với nhân chứng để lấy thêm thông tin. Rồi có lẽ cảnh sát nó cũng không có cho mình quay đâu, nó không có thích, nhưng mà nói chung là người ta đang làm việc. Tùy mình quay thế nào, mình quay lén không ai thấy thì không sao hết, nhưng mà quay mà kiểu mà chỏ vô nó lại nó kiếm chuyện mình được á. Hiện giờ đang cảnh sát hồi nãy giờ vẫn đang nói chuyện với lại một cái bây giờ thêm một chiếc nữa nó đến nè. Thêm một chiếc nữa là tất cả là ba chiếc. Mà nó đến nó đậu xe. Ông sau cùng này hơi lớn tuổi một tí. Thấy mắc cười lắm. Ở Mỹ các bạn thấy những cái thằng nó quậy quọn gì nha. Quậy quọn nha. Mà khi mà gặp cảnh sát đến á là nó xếp dê, nó ngoan ngoãn lắm kìa. Không có như cái kiểu Việt Nam. Bây giờ cảnh sát qua bên đường nói chuyện với hai người này, chắc có lẽ là hai người này hồi nãy kêu cảnh sát nè, cho nên là họ đến họ cho nên là họ đến họ họ hỏi đó. Có lẽ là hai anh Mỹ trắng kia đánh cái thằng này nó chống gì đó, hai anh này đánh xong rồi hai anh này mới gọi cảnh sát. Thì cái thằng này nó không có được đi đâu hết, nó chỉ ngồi im đó.
Thành ra bây giờ cảnh sát đến thì đang nói chuyện với hai anh Mỹ, ở cái phía xa xa nè, các bạn thấy xa xa nè, là họ đang nói chuyện với hai cái người này, là thứ nhất là khống chế và thứ hai là gọi cảnh sát. Thì bây giờ họ đang nói chuyện. Hồi nãy mình khi mà mình đi ra chợ là mình thấy lạ rồi, bởi vì cái khu này là cái chợ này là chợ Á Châu, thành ra là thường là ít có người Mỹ lắm, mà các trong cái trường hợp này là có 4-5 Mỹ trắng mà nó đứng rải ra, thì có lẽ là hai cái người đó là quen với nhau, hai người Mỹ đang nói chuyện với cảnh sát là bạn với nhau, và cái người thứ ba nữa là một cái người khác chứng kiến hay gì đó, và cái người bị bắt thì đang ngồi trong xe và vẫn đang còn nói chuyện với cảnh sát. Mình thấy cái cách mô tả của cái anh mà đang nói chuyện với cảnh sát này nè, là cái kiểu giống như là anh ta đánh cái thằng này gạt chân hay gì đó. Nó đang diễn tả. Ở xe của cảnh sát á, ở cái cửa phía sau á, là nó có những cái song sắt để mà người ngồi trong xe không thể đập kiến và nhảy ra ngoài được. Có thể đập bể kiến nhưng mà vẫn không thoát được, bởi vì nó có những cái song sắt ở phía sau. Cái băng sau đó là chỉ để cho tội phạm thôi. Khi mà bắt thì họ nhốt ở trong cái băng sau, hoặc cho ngồi trong băng sau á. Và cửa đó chỉ mở được từ ở bên ngoài thôi, không có mở được từ bên trong. Tức là nếu mà cái cửa nó thiết kế lại rồi, tức là muốn mở thì cảnh sát ở bên ngoài cảnh sát mới mở được, còn bên trong mở không có được. Lại gần quay cảnh sát nó nói mình làm phiền, nó bắt công nó phải để người ta làm việc. Quen biết thì nó lịch sự, còn không nó thấy mình gọi là cái anh kia ảnh làm cái tay ảnh giống như có vẻ là cái tay ảnh bị đau, cái anh mà đứng nói chuyện với cảnh sát hồi nãy giờ á, có vẻ giống như là cái tay ảnh bị thương á, cho nên ảnh đứng ảnh lao cái tay bị chảy máu hay sao á. Bây giờ cảnh sát làm việc xong với lại cái người mà họ bắt rồi. Bây giờ nếu mà đúng quy trình, nếu mà cái người kia sai thật sự đó, thì họ sẽ chở cái người này về đồn, họ nhốt. Tùy theo nặng nhẹ mà họ nhốt lâu hay là không. Rồi bắt đầu họ hẹn cái ngày ra tòa gấp, ra tòa để mà ông tòa xử như thế nào. Chứ cái này là giống như là tạm giam thôi. Tạm giam mà không có tạm giam kiểu mấy tháng như kiểu Việt Nam, trừ khi những cái trọng án này nọ thì người ta mới có những cái lệnh đặc biệt để mà ấy, còn nếu không á là người ta hẹn ngày ra tòa sớm, tức là trong vòng 1-2 ngày thôi. Còn nếu nhẹ nhẹ thì họ cho về rồi ra tòa sau, còn nếu nặng thì họ giữ nó ra tòa liền luôn. Mấy người cảnh sát này họ gọi là cảnh sát patrol, tức là chạy vòng vòng á. Thí dụ như trong một cái thành phố hay là một cái khu vực á, thì họ chạy đi vòng. Rồi nếu mà họ nghe ai gọi báo á, thì họ đến cái hiện trường. Còn không thì họ cứ đi vòng, họ canh, họ nhìn, họ quan sát vậy thôi. Một trong những cái tiêu chuẩn, một cái đòi hỏi của cảnh sát á, là bạn phải tactful, tức là phải nhã nhặn, phải lịch sự nha. Tactful, còn nếu mà mình mà cái kiểu thô lỗ á, cọc cằn á, là không thích hợp với cái nghề cảnh sát, tức là phải khéo léo. Thí dụ như bây giờ một cái người, một cái tình huống nó xảy ra, thí dụ bây giờ cảnh sát đi thì có một cái nhóm mà nhìn có vẻ tội phạm á, bây giờ cảnh sát đến, cảnh sát nói chuyện rất là bình thường, chứ không có đến đây ổng làm cái kiểu giống như là gây gỗ với nó, tức là mọi việc họ cái cách hành xử là phải làm lịch sự để làm nhẹ cái tình huống lại, chứ không có làm cho nó nặng lên, phải không?
Còn khi họ cần bắt ai đó thì họ dùng cần vũ lực, cần đè, cần giật hay là cần cầm tay gì đó chống cự á, thì lúc đó là lúc khác, lúc đó là giống như là lúc đánh lộn rồi, nó lại là khác nữa. Còn khi mà làm việc á, nói chuyện á thì nói rất là lịch sự, nhã nhặn ha. Không có cái đòi hỏi, một cái trong những cái đòi hỏi mà của cái ngành cảnh sát là phải tactful. Tactful. Đó, hai anh đang nói chuyện với cảnh sát là hai anh mà bắt cái thằng kẻ xấu đó, và bây giờ đang nói chuyện kể giống như là tường trình lại vậy đó. Hồi nãy là các bạn thấy là ba chiếc, thì mình nghĩ cái chiếc thứ ba đó, cái chiếc mà một cái người đi đó, là cái ông đó là ông sếp, ông đó là ông supervisor, ông sếp của hai người này. Đến coi tình hình sao, thấy ok, ổn, không có gì hết, thì cái ông sếp đó ổng đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại để hai anh, cái anh đầu tiên đến bắt người và cái anh thứ hai đến gọi là yểm trợ thôi. Còn cái anh mà bị bắt thì đang ngồi trong xe, đang ngồi cái băng sau. Các bạn thấy không? Xe cảnh sát thì nó có hai loại xe. Cái loại này nó gọi là cái loại xe, nó gọi là xe mark, tức là xe mà nó có bản hiệu đàng hoàng. Và nó có loại unmarked nữa. Unmarked tức là xe mà xe cảnh sát chìm, tức là xe đen thui, không có bảng gì hết. Nhìn kỹ thì mới biết xe cảnh sát, còn nhìn thoáng qua thì không có biết xe cảnh sát, mà người ta cố tình cho mình không biết xe cảnh sát. Thì nó có hai loại xe, marked với lại unmarked, tức là có đánh dấu với lại không có đánh dấu. Những cái chiếc xe cảnh sát này khi mà, tức là người ta mua những chiếc xe thường thôi, mua những chiếc xe bình thường, rồi họ khoán cho một cái công ty gắn những cái thiết bị cảnh sát, thí dụ như là gắn đèn, gắn còi, gắn máy vi tính này nọ đó, thì họ khoán cho một cái công ty đó, thì cái công ty đó cứ đấu giá đàng hoàng, thí dụ như là bao nhiêu đồ đó họ đưa cho mình coi, họ viết một cái specification. Specification đó là nó gọi là nó cần cái gì. Thì các công ty có là có quyền đấu giá. Thí dụ như là nói là bây giờ gắn bao nhiêu đó là 15.000, 20.000. Rồi cái công ty khác là 17.000. Thì cái phòng cảnh sát á, cái thành của thành phố đó, họ coi, họ nghiên cứu coi cái giá này, cái giá rẻ này nè, nó có hợp lý không? Nó rẻ mà nó làm dởm thì nó lại khác. Mà hai cái nó bằng cái chất lượng nó như nhau, cái cách nó làm giống nhau, nhưng mà một cái nó rẻ, một cái nó mắc, thì họ sẽ làm cái rẻ. Đó là những chiếc xe này, chứ không có cái công ty nào, không có cái hãng nào mà làm xe cảnh sát hết đó. Tức là họ mua những chiếc xe thường thôi, rồi họ mướn những cái công ty để nó độ chiếc xe lại làm xe cảnh sát. Nó không phải như Việt Nam, thí dụ như có một cái công ty của cảnh sát chuyên môn làm cái đó. Nó tại vì mỗi một cái cảnh sát nó chia theo thành phố. Một cái thành phố nó như một cái, nói về diện tích á thì nó lớn như là Sài Gòn, nhưng mà nói về dân số á, thì nó như là một cái quận thôi, thậm chí nó còn nhỏ hơn một cái quận nữa, một cái thành phố, tùy thành phố lớn nhỏ, nhưng mà cái mực dân số nó như vậy thôi. Thí dụ như cái thành phố này thì khoảng vài chục ngàn người thôi, thì nó tính trên đầu người. Thí dụ như là khoảng cái giới cái mức số lượng dân đó thì sẽ mướn bao nhiêu người cảnh sát đó, nó cứ như vậy. Và nếu mà tội phạm tăng hay cái gì đó và nó cần thêm mướn thêm người hay gì đó thì nó phải xin phép coi như là chính quyền của sở địa phương đó, thành phố đó, tăng tự thêm tiền để mà mướn thêm cảnh sát, mướn thêm nhân viên. Còn nếu không thì họ có những cái số họ giữ đó, trừ khi đặc biệt là quá đông người, coi như là tội phạm nó tăng quá hoặc cần thêm thì họ sẽ mướn thêm. Và đây là có một chiếc xe cứu hỏa nó vào nữa nè. Khi mà bạn gọi cảnh sát thì bạn gọi 911 á, thì nó thường nó sẽ có cảnh sát cứu thương cứu hỏa, thì tùy theo cái tình huống. Cái trường hợp này không biết gì mà nó gửi một chiếc xe cứu hỏa đến. Gửi một chiếc xe cứu hỏa đến đây. Cái anh bị đứt tay. Anh bị đứt tay hồi nãy, anh giật lộn với thằng kia hay gì, anh bị thương, anh bị chạy chân gì đó. Mình đang thấy anh xăng cái ống quần lên, thì họ có cái chiếc xe này, xe cứu hỏa này đến nè. Những người cứu hỏa này họ cũng có khả năng sơ cứu cho các bạn, băng bó vết thương nếu mà cần thiết, họ cũng đủ cái khả năng họ làm cái việc đó.
Ở Mỹ thì mình đang thấy họ xách một cái túi xách xuống. Ở Mỹ thì cái nghề mà cứu hỏa đó rất là được người ta quý, bởi vì đi làm việc coi như giúp người mà, và lương rất là cao, nhưng mà họ ít mướn lắm, tức là lâu lâu họ mới mướn một lần. Mình nhớ cách đây một năm thì họ mướn có 2 người thôi, mà hình như là 2.000 người xin, chỉ có 2 cái chỗ trống thôi mà 2.000 người xin vô làm cứu hỏa, lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa thì thể lực phải rất là tốt nha, cảnh sát thể lực không tốt, chứ lính cứu hỏa thì thể lực rất là tốt. Cái anh đó đang ngồi dựa vào cái chiếc xe cứu hỏa, và những anh lính cứu hỏa đang lấy đồ ra chắc để băng bó gì cho cái anh này. Một chiếc xe cứu hỏa thì rất là mắc tiền các bạn. Một chiếc xe cứu hỏa như thế này nó có lên đến từ 500.000 cả triệu đô la, chứ không phải rẻ đâu. Những xe cứu hỏa đó đặc biệt là cái gì nó cũng có backup, có đồ phụ hết. Thí dụ như là 2-3 bình nó cũng nhiều nè. Rồi cái gọi là cái cục đề nó cũng nhiều, hơn cái cục này còn cục kia hả. Máy móc nó bảo trì rất là tốt. Đó, đây là một anh lính cứu hỏa đến nói chuyện với lại cảnh sát nè, đến coi cái thằng bệnh nhân nè, cái thằng mà tội phạm nè, coi nó có bị gì không, giúp nó đó. Đó, lính cứu hỏa đến đó, coi cái thằng bị đánh á, coi cái thằng đó nó có bị thương hay không. Nếu mà cần đó, họ đang kéo cái thằng này ra, họ đang kéo cái thằng tội phạm ra để coi có nó bị thương hay không, để mà băng bó vết thương cho nó, kêu nó ngồi xuống cho an toàn. Một trong những cái thủ tục của cảnh sát á, họ đang coi cái tay của thằng đó đó, họ đang nhìn cái tay nè, các bạn thấy không? Họ đang nhìn cái tay coi coi có bị gì không. Chứng tỏ là 2 người đang vật lộn với nhau, và kêu cảnh sát đến. Tức là 2 người này không biết vì lý do gì đó quýt lộn. Bây giờ mình đang suy đoán thôi nha. Có lẽ là 2 người này vì lý do gì đó, một bên nào sai đó không cần biết, nhưng mà 2 người này quýt lộn thì người ta kêu cảnh sát đến. Chính vì lý do đó mà cái người mà bị cảnh sát bắt á, không có chạy đi chỗ khác mà để ở đây để cảnh sát đến. Chứng tỏ là 2 người này đang tranh chấp một cái việc gì đó, thì không biết ai đúng ai sai, thì khi mà đến thì chắc có nhân chứng, thành ra hoặc là người ta tả là gì đó, thành ra là có một người bị bắt thôi, còn một người thì không bị bắt, và cả 2 đều bị thương. Bị thương đây có lẽ là chầy chùa gì thôi, không có nặng, mình thấy không có nặng. Thì hồi nãy như các bạn thấy thì khoảng 15 phút sau thì có một chiếc xe cứu thương cứu hỏa đến, và bây giờ họ đang sơ cứu cho cái người, 2 người luôn. Họ đến họ coi cái người bị bắt, coi bị thương như thế nào rồi. Các bạn thấy là anh với anh cứu hỏa đang cứu thương cho một cái người bị thương đó. Vậy là mình hiểu rồi, tức là 2 người này ẩu đả với nhau. 2 người này ẩu đả với nhau thì một người sai, cái người sai đã bị cảnh sát còng nhốt trong xe rồi. Cái người kia thì không sai cho nên không có bị gì hết. Tuy nhiên bị thương cho nên họ kêu xe cứu hỏa đến. Xe cứu hỏa đến thì họ có cái bịch, họ sơ cứu, họ lấy, họ băng bó cho nó như thế này. Xe cứu hỏa đó là nó thuộc nhà nước, trong khi xe cứu thương á là nó thuộc giống như là bệnh viện. Thành ra nếu mà kêu xe cứu thương á là phải trả tiền. Cái này á là họ làm giống như là làm chùa, bởi vì bị thương nhẹ không thành vấn đề, thành ra là kêu cứu hỏa giúp thôi, chứ nếu mà bị nặng á là phải kêu xe cứu thương, và cứu thương nó sẽ chở về bệnh viện. Trách nhiệm của xe cứu thương là nó chở về cái bệnh viện gần nhất, nó không được chở cái bệnh viện mình chỉ định nha. Mình bị gì không, mình bị mà cứu thương á là mình muốn đi bệnh viện A nó không chở, bệnh viện nào gần nhất nó chở, bởi vì lý do pháp lý là sau này lỡ mình có bị chết hay gì đó mình nói đó là sao mình phải đi cái bệnh viện xa vậy, thí dụ vậy. Đó là cái trách nhiệm của nó chở đến cái bệnh viện gần nhất thôi. Và mỗi một lần mà nó chở, mỗi một lần kêu xe cứu thương á thì nó chở mình đến bệnh viện xong á, vài bữa sau á nó gửi về, nếu mà mình không có bảo hiểm nha. Nếu có bảo hiểm á thì cũng vậy thôi, tức là nó cái chi phí mà xe cứu thương á là khoảng chừng 700 cho đến 1.000 đô, tức là trong khoảng cách gần thôi nha, thì khoảng 700 cho đến 1.000 đô. Thì nếu mà mình có bảo hiểm thì mình chỉ trả khoảng chừng vài chục đô thôi, còn nếu mình không có bảo hiểm thì coi như là nó đòi mình nguyên cái số tiền đó.
là 1.000 hay 700 gì đó tùy theo cái công ty. Và nếu mà mình có tiền thì mình trả thì không vấn đề gì. Bây giờ mình nghèo quá thì nó có thể miễn giảm cho mình, nói chung là nắm người có tóc thôi, còn người mà chọc đầu là thua. Thành ra là mình biết một cái gia đình bà con của mình đây, bà con trong gia đình đó là mới ở Việt Nam qua khoảng mấy ngày thôi. Hi, how are you? Good, how are you? Good, what you doing? I'm live streaming with my friend. Are you? Yeah. Cool, what you live streaming? Just talking. Oh, okay. Did you get, can I wave to him? You want to? Yeah, absolutely. This is Federal Way Police. Hi, see how friendly they are. Hi. This is from Vietnam. No kidding. Yeah. That's cool. Yeah, this is my my students. Oh, nice. All right, hello there. Actually, let me turn it. There we go. Yeah, there we go. So this is, they never seen American police. I'm very short. I'm not tall. Yeah, this is American police. You see how friendly they are compared to Vietnamese police? Oh, they're not very nice. Oh, the corruption is terrible. Yeah. Terrible. All they beat people up for no reason. I'll let you get back to talking to your friend. They're not helping people. All right. Well, I'll let you go back to talking to your friend. I'm just about to. There's an altercation or something? Yeah, a little bit. Okay. I think we got it resolved. I figure because you're injured. Yeah. Yeah. All right. Yeah. All right. Thank you. Bye. See ya. Đấy, các bạn vừa thấy là một cái người police mà ông này là sếp của mấy người kia. Thì họ thấy mình có vẻ là mình ngồi đây mình họ nghi ngờ. Có vẻ mờ ám quá thì họ đến nói chuyện với mình, thì mình giải thích là mình đang livestream và nói chuyện với bạn. Thì họ chào các bạn rất là dễ thương. Tức là họ đánh giá là mình không phải là cái mối nguy, hay là mình không phải là đồng lõa với cái anh kia hay gì đó. Có lẽ họ nghi là mình đợi thằng kia hay gì không chừng. Thành ra là họ đến họ nói chuyện. Khi mà họ đến thì họ thấy là mình không có phải là đợi cái người kia, thì họ ok, không có gì hết. Ok, bây giờ mình sẽ cúp và mình đi, bởi vì đúng luật thì không có thể cầm cái này mà chạy được. Hiện bây giờ thì xe mình không có cái đồ gắn ở trên tay. Mình thấy là cái anh cảnh sát anh lấy ra một cái giấy phạt màu vàng. Thì mình nghĩ là anh sẽ ghi cái giấy phạt cho cái anh này, cái tội mà gây rối công cộng, trật tự công cộng thôi. Bởi vì cái người kia, hai người quýnh nhau thì cái người kia, hai người đều bị thương hết. Và có lẽ cái anh bên kia đó không có gọi là press charge, tức là không có thưa. Không có thưa thì coi như què thôi, cái đánh lộn xong rồi què. Thành ra là cảnh sát ghi một cái giấy phạt cho cái tên này. Mình nghĩ là như vậy bởi vì mình thấy anh cảnh sát anh lấy một cái tờ giấy màu vàng ở trong xe. Cái đó là cái biên lai phạt. Cái biên lai phạt. Hai người đánh lộn với nhau, hồi nãy mình có hỏi ông sếp, thì mà ông đến ông hỏi mình thấy mình làm gì đó, thì mình nói là mình livestream, thì ổng ok không có gì hết. Nhưng mà mình nghĩ là hai người đánh lộn với nhau. Mình hỏi ổng thì ổng nói đúng là hai người đánh một tí, ổng nói là little bit, là đánh một tí, phải không? Người già hiện bây giờ thì họ thả cái anh kia đi rồi, mình thấy họ cho cái anh kia đi rồi. Không biết là cho đi hay là cho vô lấy đồ hay gì không biết. Mình thấy anh kia đang đi bộ. Anh kia đang đi bộ, đi từ phía xa nè, các bạn thấy nè. Tức là họ coi như là không có gì quan trọng cho nên họ cho đi rồi. Không biết là có đưa giấy phạt không, mà mình thấy anh kia anh đi rồi. Bây giờ cảnh sát cũng rời hiện trường luôn rồi. Các bạn thấy vừa xử một vừa đánh lộn không ha. Có lẽ là hai thằng nó kênh nhau, nó chửi nhau gì đó rồi đánh nhau thì người ta kêu cảnh sát đến, thì hai anh người ở đâu ở đó. Rồi cảnh sát đến thì cảnh sát cầu một anh và một anh kia thì đứng nói chuyện với cảnh sát. Và bây giờ hai anh đều được thả hết rồi. Xong, coi như livestream đến đây là chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm cảnh sát, đi tìm mấy người quýnh lộn quay phim tiếp. Ok, bye các bạn.